liệu bạn có dám tới nơi này không? Vợ chồng mình sẽ cho các bạn xem một trong hai cảng cá lớn nhất ở Phan Thiết. Do ở đây lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt nên âm thanh khi trao đổi buôn bán sẽ hơi lớn tiếng và thẳng thắn. Nên lần đầu nghe sẽ cảm thấy sợ, nhưng khi tiếp xúc vài lần sẽ thấy quen. Thiết nghĩ công việc nặng nhọc chỉ có đàn ông làm, nhưng ở đây các cô lại đảm nhiệm công việc kéo từng khi cá vào cảng khi dây vừa cập bến. Còn việc đen lưới cần sự khéo léo thì đàn ông lại làm. Những thứ rất đổi bình thường mà mình thường thấy là những bộ đồ bông sặc sỡ với các phụ kiện nón lá, rồi cầm cây kéo cá, xách những thùng nước biển để giữ được cá tươi hơn. Toàn cảnh các cô cùng nhau tập trung lại thì giống như một bộ sưu tập banh tên của cảng cá người dân xứ biển Phan Thiết. Chiều nay mình rất là hên luôn, quay lại được cảnh các chú đi thúng câu mực rồi cùng tập trung trên một chiếc ghe vào cảng. Lúc này sẽ có một cô thu mua rồi các chú tranh nhau bán thật nhanh để còn về nhà. Ở đây còn có các cô bán dạo quanh, thấy mình quay thì các cô chú rất ngạc nhiên hỏi rằng: bánh mì cũng quay phim nữa hả? Bánh mì cũng quay nữa. Như bánh mì xíu mại, bánh quay dạt, nhưng những món này thì rất gây thương nhớ bởi những người con đi làm ở xa quê.